Ngày 9 tháng 3, ECB chính thức triển khai gói QE. Kênh Nga tuyên chiến với nạn săn trộm ngà voi. Fugo tăng điểm nhờ tất cả ngân hàng Mỹ vượt qua stress test. Tôi xin mời quý vị bắt đầu theo dõi bản tin FBNC Thế giới ngày 6 tháng 3. Thưa quý vị, trận bão tuyết dữ dội quét từ Texas đến New England của Mỹ trong hôm ngày 5 tháng 3 giờ địa phương đã buộc cho nhiều trường học phải đóng cửa, 4.000 chuyến bay bị hủy và hàng trăm xe ô tô phải đổ lại thâu đêm ở Kentucky. Thống đốc bang Kentucky, ông Steve Beshear đã phát lệnh báo động khẩn cấp đối với trận bão tuyết dữ dội vào hôm 5 tháng 3 giờ địa phương. Giới chức địa phương cho biết đã triển khai đội cứu hộ cứu nạn ngay lập tức nhưng vẫn khó có thể giải cứu cho hàng trăm chiếc xe chôn vùi trong lớp tuyết dày đến 58 cm. Trong khi đó, khu vực dọc thung lũng sông Ohio và các bang lân cận cũng thông báo tình trạng giao thông tê liệt vì bão tuyết. Trong đó, tai nạn giao thông đã xảy ra tại hạt Dixon, Tennessee, làm một người chết. Theo cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ, sau khi quét qua Kentucky, trận bão tuyết đang đổ xuống bang Tây Virginia và phía bắc bang Virginia. Tại Washington, thành phố New York, Long Island và các khu vực phía nam New England cũng đang hứng chịu tuyết rơi dày. Cũng vào hôm 5 tháng 3, thì Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB thông báo sẽ triển khai chương trình nới lỏng định lượng từ đầu tuần tới. ECB cũng tăng dự báo tăng trưởng kinh tế khu vực Eurozone trong năm nay và năm sau. Chuyến công du đảo SWIFT của Chủ tịch ECB ông Mario Draghi được chào đón bằng những cuộc biểu tình chống chính sách thắt lưng buộc bụng. Người dân đảo SWIFT cho rằng chính gói cứu trợ đã đề ra những điều kiện khắc nghiệt, khiến lao động khu vực công mất việc làm. Về phía ECB, ông Mario Draghi khẳng định kinh tế châu Âu đang khởi sắc. Kể từ thứ Hai 9 tháng 3 sắp tới, chúng tôi sẽ chính thức triển khai chương trình QE thu mua trái phiếu đợt đầu tiên. Gói QE dự kiến sẽ kéo dài ít nhất là tới tháng 9 năm sau, với tổng giá trị hơn 1.000 tỷ euro. Các chuyên gia cho rằng có thể gói QE sẽ cần phải kéo dài hơn nữa. Nền kinh tế hiện tại vẫn còn tồn tại rất nhiều vấn đề, cần phải có những bước đi mạnh mẽ cả về mặt chính sách lẫn những gói tài chính hỗ trợ trực tiếp cho thị trường. Cũng trong phát biểu vào ngày 5 tháng 3, ông Mario Draghi đưa ra dự báo nâng mức tăng trưởng năm nay và năm sau. Trong khi đó, ECB hạ mức lạm phát nhưng không rơi vào mức tiêu cực. Số liệu mới đây cũng cho thấy nền kinh tế châu Âu có một vài dấu hiệu lạc quan, đồng euro đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 11 năm qua. Tuy nhiên, một thách thức lớn hiện tại mà ECB cần cân nhắc đó là giá dầu giảm có thể cản trở mục tiêu lạm phát của ECB. Và sau khi ECB tuyên bố triển khai chương trình QE từ đầu tuần sau, thì giá đồng euro đã giảm xuống dưới mức tỷ giá 1 euro đổi 1,1 đô la Mỹ lần đầu tiên kể từ năm 2003. Sau khi giảm đến 15% giá trị trong vòng 6 tháng qua, lần đầu tiên kể từ tháng 9 năm 2003, giá đồng euro đã xuống thấp đến mức tỷ giá 1 euro đổi 1,0988 đô la Mỹ. Tuần này cũng là tuần thứ ba liên tiếp giá đồng euro sụt giảm so với đồng bạc xanh và tháng 2 vừa qua cũng là tháng thứ 8 liên tiếp chứng kiến đà giảm giá này. So với phiên liền trước, giá đồng euro hôm qua giảm nhẹ 0,5%. Nguyên nhân trực tiếp là tuyên bố của ECB về việc triển khai chương trình thu mua trái phiếu bắt đầu từ thứ Hai tuần sau, ngày 9 tháng 3. Trong chương trình này, mỗi tháng ECB sẽ thu mua 60 tỷ euro trái phiếu, tổng trị giá của gói QE lên tới 1.000 tỷ euro và kéo dài đến tháng 9 năm sau. Trong khi đó, nếu so với rổ các đồng tiền lớn thì đồng đô la Mỹ đã lên cao nhất trong vòng 11 năm rưỡi qua. Thị trường chứng khoán châu Âu cũng tăng điểm hàng loạt sau diễn biến này. Chuyển sang một thông tin tiếp, thưa quý vị. Adidas là thương hiệu rất nổi tiếng ở Nga. Thậm chí, đội tuyển bóng đá quốc gia của Nga cũng mặc trang phục của thương hiệu này. Tuy nhiên, vì tình hình kinh tế khó khăn của nước Nga, mà Adidas đã quyết định phải đóng cửa 200 cửa hàng tại quốc gia này. Giá dầu giảm sâu và cấm vận từ phương Tây đã khiến kinh tế Nga lao đao suốt từ giữa năm ngoái đến nay. Đồng rúp Nga đã giảm 40% giá trị chỉ trong vòng 6 tháng. Dự kiến GDP giảm 5% trong năm nay, lạm phát leo thang. Đó là những nguyên nhân khiến Adidas đóng cửa 200 trong tổng số 1.000 cửa hàng Adidas trên khắp nước Nga. CEO của Adidas cho biết, danh tiếng và quy mô của Adidas không giúp hãng này chống chọi được lâu hơn tại Nga. Trong năm 2014, lợi nhuận của Adidas chỉ đạt 650 triệu euro, bằng 1/3 so với mục tiêu. Sau tuyên bố đóng cửa hàng loạt cửa hàng tại Nga, cổ phiếu của Adidas tăng 3,4%. Adidas không phải là thương hiệu đầu tiên thu hẹp hoạt động tại Nga. Các thương hiệu khác như Esprit và River Island cũng đã rút dần khỏi thị trường này. Trong một nỗ lực chống khủng bố thì mới đây, chính phủ Pakistan đã yêu cầu người dân phải xác minh quyền sở hữu SIM điện thoại bằng dấu vân tay.
Lượng thuê bao di động ở Pakistan đã tăng vọt trong 10 năm qua. Cơ quan viễn thông Pakistan ước tính hiện có hơn 100 triệu công dân sử dụng điện thoại di động. Nhằm đảm bảo một người chỉ sở hữu một thẻ SIM, chính phủ Pakistan đang xây dựng một hệ thống bảo mật cơ sở dữ liệu sinh trắc học, tức quản lý thuê bao di động bằng dấu vân tay. Biện pháp này được đưa ra sau vụ thảm sát tại ngôi trường Taliban ở Peshawar hồi cuối tháng 12, nơi có hơn 140 học sinh và giáo viên đã thiệt mạng. Những ngày trước vụ thảm sát, 6 thủ phạm đã liên hệ với nhau thông qua điện thoại di động và các thuê bao được đăng ký với tên của một người phụ nữ Peshawar không liên quan đến các cuộc tấn công. Chúng tôi đã ấp ủ dự định quản lý thuê bao bằng dấu vân tay từ lâu. Những vụ thảm sát diễn ra cách đây 2 tháng đã buộc chúng tôi phải hành động nhanh và quyết liệt hơn nữa. Tuy nhiên, rà soát toàn bộ 103 triệu thẻ SIM ở Pakistan là nhiệm vụ không dễ dàng. Chưa kể, thời hạn thực hiện gấp rút còn khiến cho nhiệm vụ trở nên gian nan hơn. Các quan chức đã đặt ra hạn chót là ngày 15 tháng 4. Tại thời điểm đó, tất cả các số điện thoại di động chưa được xác định sẽ bị chặn. Các công ty cung cấp dịch vụ viễn thông đã vội vã đáp ứng yêu cầu của chính phủ và đang chạy đua với thời hạn. Giai đoạn đầu tiên của quá trình này bắt đầu từ ngày 12 tháng 1. Hiện 72 triệu thẻ SIM đã được xác minh và đã có 10 triệu thẻ bị cắt. Đúng một năm kể từ khi chiếc máy bay số hiệu MH370 của hãng Malaysia Airlines cùng 239 hành khách biến mất mãi mãi trên màn hình radar, thì đến nay vẫn chưa có tung tích gì về chiếc máy bay này. Và hãng hàng không quốc gia của Malaysia cũng vẫn chưa thể khôi phục được tình hình tài chính và uy tín của mình. Ngày 8 tháng 3 năm 2014, chiếc máy bay MH370 cất cánh như thường lệ rời khỏi sân bay Kuala Lumpur để đi Bắc Kinh. Tuy nhiên, chiếc máy bay cùng với 239 hành khách đã không bao giờ đến nơi. Nguyên nhân mất tích của chiếc máy bay được coi là bí ẩn lớn nhất của ngành hàng không thế giới từ trước đến nay. Sau khoảng thời gian dài bặt vô âm tín, công luận chuyển hướng chỉ trích hãng hàng không quốc gia Malaysia Airlines đã không đủ nỗ lực và năng lực trong công cuộc tìm kiếm chiếc máy bay này, cũng như trong việc giải quyết hậu sự với gia đình nạn nhân. Đến tháng 7 năm 2014, bi kịch lần nữa trỗi dậy khi chiếc MH17 cũng của hãng Malaysia Airlines bị rơi trong không phận Ukraine giữa lúc nội chiến tại miền đông Ukraine lên đến đỉnh điểm. Hai thảm họa liên tiếp đã gần như nhấn chìm Malaysia Airlines trong khó khăn. Trong báo cáo tài chính cuối cùng trước khi tư nhân hóa hãng hàng không này, MAS công bố khoản lỗ lên tới 160 triệu đô la. Trong 9 tháng đầu năm 2014, MAS lỗ tổng cộng 362 triệu đô la. Cho đến nay, hành khách vẫn bày tỏ lo ngại khi nhắc đến Malaysia Airlines. Một số hành khách cho biết thảm họa máy bay không phải là lỗi của hãng hàng không này, nhưng ý thức được điều đó cũng không ngăn được thái độ e dè về Malaysia Airlines. Kể từ sau thảm họa máy bay, MAS không công bố số lượng vé bán ra, nhưng nhìn chung không khó để nhận thấy rằng tình hình vẫn còn rất khó khăn đối với hãng hàng không này. Theo một nhân viên hãng hàng không MAS tại sân bay Changi, Singapore, mỗi ngày MAS có 11 chuyến bay nối đảo Quốc Sư Tử và Malaysia, nhưng chỉ có chưa đầy 3/4 số ghế được lấp đầy. Chỉ trong dịp khuyến mãi mạnh tay để mừng Tết Nguyên Đán hồi tháng trước, các chuyến bay này mới có thể hoạt động tối đa công suất. Hầu hết hành khách được hỏi cho biết họ vẫn đi các chuyến bay cự ly ngắn của Malaysia Airlines. Tập trung vào các chuyến bay nội địa và trong khu vực với cự ly ngắn là chiến lược mà Malaysia Airlines nên theo đuổi để vượt dậy tình hình kinh doanh của mình. Đây cũng là cách mà quỹ đầu tư Khazanah đang làm trong kế hoạch tái cấu trúc 1,6 tỷ đô la mà Khazanah thực hiện sau khi mua lại MAS vào tháng 12 năm ngoái. Trong tuần này, MAS dưới sự điều hành của Khazanah đã tuyên bố sẽ cắt giảm 10% công suất hoạt động trên toàn cầu, đồng thời cắt giảm 6.000 việc làm và chuyển đổi một số đường bay quốc tế, chủ yếu là các đường bay đến Trung Đông và châu Âu. Với những cải cách này, MAS kỳ vọng có thể có lời vào năm 2017 và có thể quay lại niêm yết trên sàn chứng khoán Kuala Lumpur vào năm 2020. Một số chuyên gia kỳ vọng giá dầu giảm có thể sẽ là một cơ hội lớn cho Malaysia Airlines. Nếu như giá dầu cứ neo ở mức thấp như thế này, rất có thể MAS sẽ có lời ngay trong năm nay. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng tiến trình cải cách quá chậm chạp, trong khi kế hoạch đã được trục trặc khởi động từ tháng 8 năm ngoái, đến nay có rất ít thay đổi được thực thi. Về số phận của chiếc MH370, hiện công cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục. Úc đang dẫn đầu cuộc tìm kiếm máy bay MH370 trên Ấn Độ Dương, cách bờ biển phía Tây của nước này khoảng 1.600 km, với sự tham gia của 4 tàu trang bị hệ thống siêu âm phức tạp rà soát dưới mặt nước biển. Cuộc tìm kiếm chiếc máy bay này tới nay đã trở thành chiến dịch tốn kém nhất trong lịch sử ngành hàng không. Tháng trước, Malaysia tuyên bố sự biến mất của MH370 là một tai nạn và không còn ai sống sót. Và trong phần tiếp theo của bản tin FBNC Thế giới ngày 6 tháng 3, xin mời quý vị theo dõi tiếp những thông tin nổi bật sau đây. Kenya tuyên chiến với nạn săn trộm ngà voi. Singapore chi phí cuộc sống tăng cao.